Rồi, lời đầu tiên cho phép em được xin kính chào toàn thể các bác, các cô, các chú là yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay lại em lại lên video để giới thiệu cho các bác về các mặt lan về Sapa, để cho các bác được chiêm ngưỡng và sở hữu những giò lan đẹp nhá. Vâng, để em đầu tiên là em giới thiệu với các bác là hôm nay là có một cái giải đặc biệt là bộ combo. Bộ combo này thì là rất là khủng mà to đẹp luôn. Đó là bộ combo 5 loại lan nhá. Đầu tiên nó là lan phi điệp. Đấy, lan phi điệp mà vẫn còn đang cho ra nụ này. Đấy, đấy lan phi điệp vàng ấy ạ. Đấy. Cái này là giờ một bộ này là có 5 loại lan nhá. Đây là số 1 này. Rồi. 2 là lan lọng này. Đấy, lan lọng. Đấy. Lan lọng này. 3 nó là cái loại lan không tên. Cái này chả biết là các bác có biết không, cái này em thì chịu, em không biết nó là cái loại lan, em cứ gọi nó là loại lan không tên. Nó là 3 này. 4 là Henry nhá, 4 này. Đấy, Henry. Này. 5 là nhất điểm hoàng này. Đấy, 5 loại. Hôm nay là có cái giải đặc biệt 5 loại. Đấy. Thì là cái này là dân người ta bóc ở trên cây, thân cây ấy. Đấy. 5 loại. Cái này là hình số 22 nhá. Hình số 22 là 200k. Đấy, cái bộ combo còn là 5 loại lan đấy ạ. Hình số 22. Rồi tiếp theo nó là Henry nhá. À, thanh đạm. Thanh đạm sữa, cái này là thanh đạm sữa. Đấy, hiện nay là nó đang cho ra lụ rồi ạ. Này, đang có lụ rồi ạ. Các bạn. Đấy, đang có lụ. Đấy, các bác nhìn ạ. Rất đẹp luôn. Cái này là hình 20 là 120k nhá. Hình 20 là 120k. Rồi, tiếp theo là kiếm lô hội nhá. Cái này là kiếm lô hội này. Đang có cái quả nó đây. Đấy. Các bác nhìn đi ạ. Đang có quả. Cái này là hình số 2 là 100k. Hình số 2 là 100k. Đây là nguyên một dề nhá. Này, nguyên một dề luôn. Tiếp theo vẫn là kiếm lô hội nhá. Cái này là kiếm lô hội này. Cái này là hình số 1 100k nhá. Cái này là hình số 1 là 100k. Này, nguyên một dề nó luôn đấy. Rồi, tiếp theo là ý ngọc này. Ý ngọc này các bác nhìn đi ạ. Đấy, ý ngọc. Cái này là nguyên bản của nó này, cái này nguyên bản luôn ạ. Đấy, các bác nhìn ạ. Rất đẹp luôn. Đấy, nguyên bản luôn. Cái này là hình 13 nhá. Hình 13 là 250k. Hình 13 là 250k. Tiếp tục ạ, vẫn là ý ngọc ạ. Đấy, nguyên bản luôn nhá các bác nhá. Nguyên bản luôn này. Đấy ạ, nguyên bản luôn. Cái này là hình 15 là 250k nhá. Hình 15 là 250k. Đấy. Tiếp theo là phi điệp vàng này. Này, phi điệp vàng dân thuần nhá. Cái này dân thuần này. Dễ già các bác nhìn đi ạ. Đó. Cái này là hình 16 là 130k nhá. Hình 16 là 130k. Đấy. Tiếp theo là phi điệp vàng này. Các bác nhìn đấy ạ. Đấy. Thân to, ngọn to luôn. Mà cái này nó dân người ta thuần đấy ạ. Cái này là hình 12 là 200k nhé. Hình 12 là 200k. Đây các bác nhìn. À, những ai mà xem video thì nhớ là cho em một nút like đấy nha, để video của em được phát triển rộng rãi và mọi người biết đến nhiều hơn nhé. À, tiếp theo là phi điệp vàng này ạ. Này, vàng nhìn này ạ. À, cái này là hình số 3 là 280k nhá. Hình số 3 là 280k này các bác này. Đấy. Các bác nhớ like cho em những video được mọi người biết đến nhiều hơn đấy ạ.
Rồi. Tiếp theo là ý ngọc nhá. Ý ngọc này, cái này là nguyên bản của nó đấy ạ. Nguyên bản nhá. Đấy. Cái này là hình 14 là 250k này các bạn. Hình 14 là 250k. Này, rễ của nó đấy. Rồi tiếp theo là anh phi điệp vàng này. Các bạn nhìn thấy không? Ở Sapa này nó thời tiết nó mát mẻ ấy. Đấy, mà thân thì nó là rất là to, mà ngọn to luôn này. Đấy. Dân người ta thuần đấy ạ. Đấy. Cái này là hình số 9 là 300k nhá. Hình số 9 là 300k. Này các bác nhìn đi ạ. Tiếp tục là cái bộ Vanda này. To to khủng luôn. Đấy. Cái này là của nó là cái này là hình 19 là 180k nhá. Hình 19 180k. Đây. Đấy. Cái này của nó là cũng nguyên bản luôn đấy các bạn. Ba khúc. Ba khúc ấy ạ. Rồi tiếp theo là và vẫn anh phi điệp vàng này. Dần người ta thuần này. Các bác nhìn đấy ạ. Dễ dễ ra luôn. Cái này có hình 15 là 100k. Hình 15 100k nhé. Rồi, tiếp theo là vẫn là anh phi điệp vàng này. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, dân người ta thuần này, mà bác nhìn thấy ngọn của nó rất là to luôn nhé, mướt luôn đấy. Mà đẹp cực kỳ luôn. Đấy, cái này là hình số 10 là 250k nhá. Đấy. Mà dân ở Sapa này các bác biết đấy, nó người ta kỳ công cũng không phải là nói đâu, toàn bộ là phân cho bằng phân trâu hết ạ, không phải dùng thuốc gì đâu nhá. Rồi tiếp theo là đến anh u lồi này. Các bác nhìn đấy ạ. Giống ở Sapa đấy. To đùng luôn. À, các bác nhìn đấy ạ. Cái này là dân người ta thuần đấy. Cái này là hình số 6 là 370k nhá các bác nhá. Hình số 6 là 370k này. À. Rồi, tiếp theo là cái này là hoàng thảo tam bảo sắc nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc này. Vẫn còn hoa, nhưng hoa nó của nó sắp hết rồi. Đấy, cái này là hình 11 là 130k. Hình 11 là 130k nhá. Rồi, tiếp theo vẫn là anh phi điệp vàng. Này các bác nhìn nhá. To dài luôn. Này. Cái này của nó là vẫn còn đang nụ đây. Đang có nụ đấy ạ. Các bác mua cái tập này về chuẩn bị là được ngắm hoa của nó rất là đẹp. À, mà nó này. Nó của nó nó các ngọn của nó đi chĩa các nơi. Đấy. Mà dân thuần nhá. Toàn bộ là dân người ta thuần hết đấy. Nhớ các bác ai xem video của em thì chia sẻ cho em những cái nụ mai để mọi người được biết đến nhiều hơn nhá. Đấy. Cái này này. Cái này là các bác này. Cái này là combo nhá. Cái này là combo của nó là ba loại đây. Lan lọng. Rồi, đây là bộ combo của nó là cái này là lan lọng này, phi điệp vàng và hoàng thảo tam bảo sắc. Đấy. Hôm nay có nhiều giải đặc biệt lớn. Đấy. Ba loại nhá. Đấy. Bạn nhìn. Đấy, ba loại luôn. Đấy. Cái này là hình số 4 là 200k nhá. Cái này hình số 4 là 200k. Rồi. Hôm nay em lại giới thiệu cho các bác về cái đặc sản của Sapa này là có trà thảo mộc đẹp da. Đấy. Trà thảo mộc đẹp da này. Cái này là công dụng là sản phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa này, trẻ hóa làn da.
và hương vị thì dịu nhẹ, mát gan, ngủ tốt, tốt cho thế hệ tuần hoàn sáng mắt nhá. Đấy, cái loại này là rất tốt cho cơ thể các bạn. Cái này là 100k này, 100k một cái túi này ạ. Đấy. Rồi tiếp theo là nấm hương này, nấm hương rừng ở Sapa đấy. Đấy. Cái này là nấm hương rừng đặc sản luôn. Đấy các bác ấy. Cái này của nó là 300k 1kg nhé. Cái này là 300k 1kg. Rồi tiếp theo là củ tam thất này. Các bác ấy, cái này là uống là rất là tốt cho cơ thể và mà bổ máu luôn. Đấy. Cái này là công dụng của nó là bổ máu này, làm đẹp da, tiêu viêm, trừ u, tốt cho người ốm, yếu này, phụ nữ sau khi sinh. Đấy. Cái này là 1,2 triệu một cân nhé. Cái này là 1,2 triệu một cân. Đấy, ai mà mua lẻ thì cũng bán lẻ ra đấy ạ. Đấy, ai mà mua nửa cân một thì cũng bán đấy ạ. Đấy, 1,2 triệu một cân ấy. Củ rất là to luôn nhá. Này củ to đấy. Rồi tiếp theo là lụ siêu bao tử tam thất. Cái này là cái loại này là cũng rất là tốt cho cơ thể luôn. Này là bổ máu sáng mắt, bổ gan và chữa đau đầu mất ngủ, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp nha. Cái này là pha nước uống hàng ngày cũng được. Đấy, cái này là uống thay chè. Cái này là 700k 1kg nhá. 700k 1kg. Đấy. Rồi tiếp theo là trà sơn mật hồng sâm. Này, cái trà sơn mật hồng sâm này, cái này cũng là thay trà uống hàng ngày đấy ạ. Cái này là cũng bổ thận, mát gan, lợi mật, chữa mất ngủ, nội tiết kém, tiểu đường, giải độc cơ thể, giúp tiêu hóa tốt này, nội tiết kém này, tiêu mỡ, bệnh tim mạch và hãm nước uống thay trà hàng ngày. Cái này là có 50k một cái túi này đấy ạ. 50k một túi này nhá. Đấy. Rồi tiếp theo là cái nụ siêu bao tử tam thất này. Cái loại này là cái loại tốt nhất. Đấy, có một cái loại trước ấy thì là nó cũng tốt nhưng mà nó